Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Nhà Đất Lâm Đồng nha. Còn vài ngày nữa là sắp tới năm mới rồi. Em kính chúc cô chú anh chị một năm mới sức khỏe, bình an và hạnh phúc nhé. Vị trí em đang đứng thuộc Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng. Chỗ này gần nhà thờ Bắc Hội ha. Hôm nay em giới thiệu đến cô chú anh chị một căn nhà nằm hướng Nam. Khu dân cư đang phát triển, còn khá là thoáng ha. Đức nằm trên một con đường hướng lên đồi, cho nên từ nhà mình có thể nhìn xuống phía dưới khung cảnh khá là thơ mộng ha. Nhà này thì nằm song song với quốc lộ. Từ nhà ra quốc lộ 20 là 300m. Nếu mình đến trung tâm Đà Lạt luôn là 20km. Còn về sân bay là khoảng 10km nhé cả nhà. Căn nhà hôm nay em giới thiệu mọi người đây. Ngang 6, sâu vào trong 19,5m. Tổng diện tích là 117m2. Trên sổ hiện đã có 100m2 đất thổ cư rồi. Nhà này gồm 2 phòng ngủ. Đây là bên ngoài căn nhà nhé mọi người. Phía trước có một khoảng đất để mình trồng cây. Khoảng sân trước nhà là ngang 6, sâu vào trong 5m, khoảng 30m2 nhé cả nhà. Hôm rồi chủ sửa nhà vệ sinh còn lại một ít cát. Chủ nhà sẽ dọn dẹp trước khi bàn giao cho anh chị nhé. Đây là một căn nhà kiểu cũ nha. Phía trước là phòng khách, phía sau là hai phòng ngủ và bếp. Nội thất chủ để lại cho anh chị. Phòng khách này rộng khoảng 35m2. Đây là số nhà căn nhà nha mọi người. Hiện tại là đang sửa nhà cho nên người ta đem vô đây. 7B Bắc Hội. Nhà lắp đèn LED ha. Ngay chỗ này mình có thể đặt một bộ bàn ăn ở đây. Phía sau khoảng trống này là cái bàn bếp nha. Căn nhà này bố trí khá nhiều cửa sổ cho nên không lo thiếu sáng. Đây là phòng ngủ sau phòng khách. Rộng khoảng 16m2. Để mở cái cửa này ra để mọi người xem nhé. Ở đây còn khá là thoáng. Không biết anh chị thế nào chứ nếu mà em mua nhà em sẽ tìm những nơi như thế này. Có thể là thiết kế căn nhà này chưa được mọi người thích. Nhưng nếu mà không gian á, thì em sẽ thích một không gian nó thoáng, không bị nhà cửa san sát làm cảm giác căn nhà nó ngợp lắm. Việc này giống như mình đi mua một mảnh đất rộng hơn vậy. Không khí và gió hàng ngày nó lùa vào, cảm giác cuộc sống nó có sinh khí hơn. Còn nếu kinh doanh thì mình phải mua nhà ở phố rồi. Không gian bếp vừa đủ dùng nha mọi người. Đây là không gian phòng vệ sinh nè. Đối diện phòng vệ sinh là có một khoảng không để mình treo đồ ở đây. Đặc biệt là phía sau này còn rất là thoáng nha mọi người. Phía sau người ta làm nông nghiệp. Và chủ đất phía sau á là đồng ý bán nếu mà anh chị muốn mua luôn. Họ có thể bán cho mình thêm 20-30 mét giấy tay để mình mở rộng diện tích đất có thể làm vườn. Giá cả thì anh chị có thể thỏa thuận nhé. Nhà vệ sinh sạch sẽ, dán gạch cao tới trần nha. Bên này là nhà tắm. Ok, thì giá bán căn này là 1.650.000.000 cho một căn nhà ngang 6 sâu vào trong 19m5. Tổng diện tích là 117m2. Nhà hướng Nam, phía trước có sân đậu ô tô. Bây giờ em sẽ đi ra cái đoạn đường chính đi vào đây để mọi người cùng quan sát nhé. Nãy giờ em quên nói cái con đường trước nhà rộng là 3m5, lộ giới là 6m5 nhé mọi người. Đường ngoài này thì hai ô tô có thể né nhau được và kết nối thẳng với quốc lộ. Có một cái điểm mà em thích trên cái con đường này là nó gần đồi thông nè. Cuối tuần nếu mình thích có thể leo lên đồi để cắm trại trên này, là một buổi picnic nhỏ nhỏ ha. Ở đây còn vài miếng đất trống giáp đồi thông này mà chưa thấy ai bán nè. Chỗ này mà xây nhà view thì bao đẹp luôn. Đây, con đường này hai xe tải có thể né nhau được. Đi 150m là ra quốc lộ ngoài kia.
Hôm nay em giới thiệu đến anh chị căn nhà có thể ở ngay, phù hợp với gia đình trẻ ha. Muốn tìm một căn nhà nho nhỏ gần trung tâm. Giá này em đánh giá là hợp lý, không cao cũng không thấp. Anh chị có nhu cầu có thể liên lạc em theo số điện thoại trong video nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.